Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày, tin Hoa Kỳ. Tiếp theo trong phần 2 của chương trình là phóng sự đêm hội ngộ sĩ quan trường võ bị quốc gia vùng Hoa Thịnh Đốn. Tiếp theo là cuộc biểu tình và bạo động tại Charlotte, North Carolina. Và sau cùng là phóng sự của Nam Anh về picnic hội ái hữu Petrucci tại miền đông Hoa Kỳ. Để bắt đầu chương trình, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đã sẵn sàng tranh luận trực tiếp. Cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và Donald Trump bên đảng Cộng Hòa. Theo một số ước đoán có thể thu hút trên 100 triệu người theo dõi để có thể có được đánh giá về hai ứng cử viên lần đầu tiên đối diện nhau trên cùng một sân khấu. Sau nhiều tháng với những cuộc tranh luận, đôi khi là những cuộc đấu khẩu từ xa, không thấy mặt nhau, để công kích lẫn nhau đầy phức tạp. Tối nay, hai ứng cử viên tổng thống, bà Clinton của đảng Dân Chủ và ông Trump của đảng Cộng Hòa sẽ tranh luận trực tiếp, mặt đối mặt, được chiếu trên đài truyền hình để trình bày cho cử tri những viễn kiến tương lai của Hoa Kỳ. Ở đây là buổi tranh luận đầu tiên trong ba buổi tranh luận của hai ứng cử viên tổng thống, đều bị đa số dân chúng nhận xét là cả hai đều có nhiều điểm tiêu cực. Đối với bà Clinton, bị cho là người bất tín, không thể tin được, nên phải ra sức thuyết phục cử tri về mức độ tin cậy của bà. Trong khi đối với ông Trump thì phải cố gắng thuyết phục cử tri rằng ông là người có tính khí và có những chính sách sâu, rộng để làm tổng thống. Cuộc tranh luận tối nay dài 90 phút và sẽ diễn ra tại trường Đại học New York Hofstra University. Tổng thống Philippines cho hay trong năm nay sẽ ghé thăm Bắc Kinh và Moscow với hy vọng mở thế liên kết với hai cường quốc Nga và Trung Quốc. Trong phát biểu đưa ra với báo chí ở Manila sáng hôm nay, Tổng thống Rodrigo nói rằng ông vẫn duy trì quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ, nhưng đồng thời muốn liên minh với cả Nga và Trung Quốc. Tuần trước, các viên chức ngoại giao Phi cho biết đang thảo luận với Bắc Kinh về chuyến thăm dự trù diễn ra vào cuối tháng tới của nhà lãnh đạo Manila. Hôm nay, qua lời phát biểu, đích thân Tổng thống cho hay là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang chờ đón ông sang thăm Moscow. Điều này có ý nghĩa là ông muốn sang thăm Nga, đồng thời cũng có ý nghĩa là chính phủ Nga đã sẵn sàng đón tiếp ông. Vào ngày thứ Tư này, Tổng thống Phi sẽ sang thăm Việt Nam. Tin từ Manila cho biết trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày, nhà lãnh đạo Phi sẽ gặp gỡ và thảo luận nhiều vấn đề với giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cả vấn đề về Biển Đông. Syria, Nga oanh kích Aleppo vài giờ trước cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về Syria. Chiến đấu cơ của Syria và Nga oanh kích khu vực phía đông thành phố Aleppo cho phe nổi dậy kiểm soát hôm Chủ nhật, làm 26 người thiệt mạng. Vụ oanh kích xảy ra chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp để thảo luận về làn sóng bạo động đang nhấn chìm thành phố này. Bom đạn từ các cuộc công kích dội xuống các cộng đồng cư dân của thành phố, nơi ước tính có khoảng 2.500 người sinh sống, san bằng nhà cửa và để lại các khu phố với những đống bê tông đổ nát. Hỏa tiễn, bom, thùng và đại pháo được sử dụng trong các cuộc oanh kích. Đài quan sát nhân quyền Syria nói hơn 100 người, phần lớn là thường dân, thiệt mạng kể từ khi Syria bắt đầu chiến dịch quân sự ngày hôm thứ Tư và thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga đều giải đổ vỡ. Và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin do Thanh Trúc thực hiện. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lên tiếng mạt sát Nga trong khi Moscow khẳng định hòa bình cho Syria là nhiệm vụ bất khả thi. Hôm Chủ nhật 25 tháng 9, Hoa Kỳ lần đầu tiên thẳng thừng lên án những hành động dội bom của Nga ở Syria là dã man và cho rằng Nga không hề có mục đích chống khủng bố.
Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Moscow cho biết cuộc chiến tại Syria hầu như không thể kết thúc vì lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn vẫn tiếp tục dội bom xuống thành phố Aleppo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã mở một cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm qua, Chủ nhật 25 tháng 9, thể theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Anh và Pháp, để thảo luận về sự leo thang chiến tranh tại Aleppo sau thông báo vào thứ Năm của quân đội Syria hầu mở một cuộc tấn công tái chiếm thành phố. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power tuyên bố trước 15 thành viên của Hội đồng Bảo an rằng những gì Nga đang làm để giúp cho chính quyền Syria không phải là để chống khủng bố mà nó là sự mang rợ. Thay vì theo đuổi hòa bình, Nga và Tổng thống Assad đang gây chiến tranh. Thay vì cứu mạng sống của người dân, Nga và Tổng thống Bashar al-Assad đang ném bom đoàn xe cứu trợ nhân đạo, bệnh viện và tấn công những người đang cố gắng hết sức để cứu mạng sống cho nhiều người. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 9 tháng 9 giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm mang lại tiến trình hòa bình cho Syria đã hoàn toàn sụp đổ hôm thứ Hai 19 tháng 9 khi một đoàn công voa chở phẩm vật cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cho người dân tại các vùng đang bị bao vây đã bị đánh bom. Đặc sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Chukin nói trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng tại Syria, hiện nay có hàng trăm nhóm vũ trang được trang bị vũ khí trong lúc lãnh thổ Syria đang lâm vào tình trạng bị oanh kích tùy tiện. Cho nên, muốn kiến tạo hòa bình cho đất nước Syria ngay lúc này là một điều không thể được. Tiếp theo, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi bản tin của Bùi Văn Bằng về việc bạo động ở Charlotte, North Carolina được bình an. Tôi, Bùi Văn Bằng, xin kính chào quý khán giả đài FPTN. Bạo động tại thành phố Charlotte xảy ra ngày 21 tháng 9 năm 2016 vừa qua. Tình trạng đến nay vẫn chưa được an toàn. Người Việt sinh sống tại Charlotte vào khoảng từ 14 đến 15 ngàn người. Các cơ sở thương mại của người Việt nằm trên các con đường Tryon, Central Avenue và South Boulevard gần khu vực bạo động, và một số nằm ngay trong trung tâm thành phố. Chiều ngày 23 tháng 9, tôi, Bùi Văn Bằng, đi hỏi thăm được chị Christy Đàm, có tiệm sửa quần áo trên đường South Boulevard gần khu vực bạo động, cho biết. Dạ, thưa chào quý khán giả của đài FPTN, tôi là Christy Đàm. Có cái tiệm Alteration ở đường South Boulevard của thành phố Charlotte, Carolina. Cái biến cố này đó là thật là bất ngờ, là tại vì không ai nghĩ là cái thành phố của Charlotte mà lại có một cái sự bạo động như vậy. Cho nên cũng hoang mang lắm. Nhưng mà may mắn á, là tất cả cái người Việt Nam của mình ở đây thì cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Chỉ có một vài tiệm của người Việt Nam ở dưới phố thì phải ngưng hoạt động trong vòng khoảng 3-4 ngày gần đây thôi. Hy vọng là sẽ trở lại bình thường rất là sớm. 3-4 ngày nay đó thì tôi ở dưới phố nhưng mà không có được về nhà, phải đi ở chỗ khác. Hy vọng rằng một vài ngày gần đây thì tôi sẽ trở lại nhà. Cái bạo động như vậy á, thì dân chúng phản ứng như thế nào? Nhất là những dân chúng ở trong gần cái thành phố này. Người Việt Nam á, thì chưa có gặp nhiều lắm, là tại vì mấy bữa nay cũng không có gặp ai nhiều. Cho nên cũng chưa có biết ra sao. Theo như dân chúng của những cái khách hàng của Mỹ thì người ta cũng mong muốn đời sống bình thường trở lại. Người ta không có muốn xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc dù rất là đáng tiếc là đã có người bị giết bởi cảnh sát. Nhưng mà cũng hy vọng là cái government của Charlotte nó làm cách nào để mà work out được sớm trong vấn đề này. Hy vọng là mọi người trở lại bình thường. Người Việt tại Charlotte được bình an và chân thành cảm kích tấm chân tình của quý đồng hương khắp nơi đã quan tâm theo dõi hỏi thăm. Qua biến động, tình đồng hương nghĩa đồng bào càng khăng khít hơn. Và chị Christy Đàm bày tỏ chân tình. Dạ, chúng tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các đồng hương và bạn bè các nơi đã quan tâm đến những người Việt ở thành phố Charlotte. Và tôi cũng đại diện cho những người Việt ở đây xin thành thật cảm ơn và cảm ơn đài FPTN. Anh chị em FPTN North Carolina, chúng tôi cố gắng ghi nhận, gửi đến quý khán giả sau. Tôi, Bùi Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Đến đây, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo.
Giáo đoàn Thánh Giuse Winter Haven, Florida xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại hội Giáng sinh 2016 Huyền nhiệm 2 Cùng Chúa vào đời, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 12 2016 tại Holland Church, 225 Avenue B, Northwest, Winter Haven, Florida 33881, với sự góp mặt của danh ca Mai Thiên Vân, Don Hồ và Linh Mục Hải Đăng. Đặc biệt xổ số trúng xe Chevy Coach 2016. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Linh Phạm 863-221-8385 hay anh Khánh 863-307-6926. Chương trình Home Sweet Home, chương trình huấn luyện hôn nhân gia đình, tư vấn tâm lý và cố vấn cho các cặp vợ chồng hay đã đính hôn trong cộng đồng Việt Nam. Mục đích: tăng cường sự ổn định của hôn nhân và gắn kết của gia đình trong cộng đồng châu Á. Các hoạt động: giáo dục trước hôn nhân, thăng tiến đời sống hôn nhân, cắm trại gia đình. Giới thiệu: chương trình phòng chống bạo hành trong gia đình, chương trình sức khỏe và bảo hiểm y tế, dịch vụ di trú. Các khóa huấn luyện 2 ngày cho những cặp vợ chồng hoặc đã đính hôn. Mọi chi tiết về chương trình Home Sweet Home xin liên lạc Mai Tâm Nguyễn, BPSOS Inc., 6066 Leesburg Pike, Suite 100, Falls Church, Virginia 22041, điện thoại 703-538-2190, email maitam.nguyen@bpsos.org. Bình Lê Auto Care hân hoan chào đón quý khách. Gara Auto Care Bình Lê chuyên sửa chữa các loại xe ngoại quốc và xe Mỹ, chuyên sửa máy làm thắng, hệ thống điện, AC, làm minor body. Nhận check xe cũ trước khi mua, tại đây chúng tôi có hệ thống điều khiển chuẩn bệnh xe ô tô bằng máy computer. Khi đến với dịch vụ của chúng tôi, quý vị sẽ được giảm giá 4 Mỹ Kim cho dịch vụ Safety and Emission Inspection. Quý khách cần mua xe cũ xin hãy ghé tiệm chúng tôi, địa chỉ 100 Hewitt Avenue, Falls Church, Virginia 22046, số điện thoại 703-532-0513. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với mai vàng Florida 941-301-9251. 941-301-9251. Thưa quý vị, một vinh dự mà Luraco xin được chia sẻ là thời gian sắp tới, ghế massage i7 sẽ có mặt trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. I feel amazing, I feel rejuvenated. It just really helped out a lot. The heat and the stretching. The foot massage, the rollers were really nice as well. It relieved a lot of stress and anxiety. I fell asleep for about 5 minutes. It was awesome. Foot rollers was amazing, and then I really also liked the heat. Very relaxing. It's nice for a long, stressful day. It doesn't surprise me at all that it's the world's number one medical massage chair. My favorite part was the leg stretching and the feet massage. Helps a lot. I like the lower body stretching and the foot rolling. The technology really helps out a lot. It was amazing. I really enjoyed the feet. I mean, it really got every part of your body, I felt like. There's actually no surprise to me that iRobotic 7 is the world's number one medical massage chair. Hãy gọi cho Luraco ngay hôm nay để sở hữu một chiếc ghế massage tốt nhất cho gia đình quý vị.